con trẻ sơ trình cầu nguyện, cầu đệ huynh hiển hiện giờ đây. Mong trên Phật tổ giang tay, độ đàn con trẻ hôm nay nguyện cầu. Cầu thế giới năm châu bốn biển, còn cầu đạo lành linh điển chứng tri. Mong trên Đức Phật quyền di, độ đàn con trẻ một khi trở vào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Hôm nay được duyên lành, chúng con cũng được nhân duyên mà cậu Huệ Duyên và cô Kim Anh cũng hỗ trợ cùng phái đoàn ở phương xa Sài Gòn Cần Giuộc ở Tiền Giang. Được hôm nay là chúng ta được nhân duyên được là 3 ngày 2 đêm. Mà một đêm nay nữa chúng ta gặp nhau đây rồi chúng ta cũng phải chia tay, mà chúng ta được trở về cái núi Phụng Hoàng Sơn, ngôi âm thiền của sư bá. Thì hôm nay con cũng được cái duyên lành được cùng quý vị. Trước thì con cũng tạ ơn trước là sư huynh Huệ Duyên và cô Kim Anh và cùng quý vị đồng đạo đã được nhân duyên được đi mấy ngày mà chúng ta một chuyến đăng sơn được trở về ở núi Phụng Hoàng Sơn tại ngôi âm thiền của sư bá. Thì hôm nay thì phần con trò cũng phải nói gì hơn, để trước là cầu nguyện trên thầy tổ quyền di, cha mẹ cũng hộ trì cho quý vị một chuyến đi du sơn được nhiều sức khỏe và tâm linh được sáng suốt, tu hành được tinh tấn, để sau này trở về hội Long Hoa đời Thượng Thánh Đức. Nam mô A Di Đà Phật. Và con cũng có một ít lời cầu để cầu nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Từ Thi Tôn Phật, Nam mô Bửu Sơn Kỳ Hương Phật, Nam mô Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Lão Mẫu Từ Bi Chứng Minh A Di Đà Phật. Duyên lành đốt nén tâm hương, kính trên chư Phật mười phương chứng lòng. Hôm nay con trẻ Trần Hồng về đây kính bái đạo đồng tâm linh. Nay hai sao quyền linh gặp ra, cùng trăng ba xây trở giờ này, nhằm dần xây chuyện đông tây, để cùng huynh đệ giờ này nắm tay. Con cầu nguyện Như Lai Phật Tổ, cầu quyền di tế độ tàn,
về đây huynh đệ hai hàng, cầu trên Phật tổ chứng ban tâm lành, cầu điện huệ cao xanh soi rọi, cầu tổ thầy mở lối con thơ, duyên lành nay cùng bên bờ, cầu cha với mẹ phúc giờ chứng minh. Nay con trẻ sơ trình cầu nguyện, cầu đệ huynh hiển hiện giờ này, mong trên Phật tổ giang tay, độ đàn con trẻ hôm nay nguyện cầu. Cầu thế giới năm châu bốn biển, còn cầu đạo lành linh điển chứng tri, mong cho Đức Phật quyền di, độ đàn con trẻ một khi trở vào. Nay con khẩn năm hao lời đạo, tiếng chuông đồng hiệp hảo nơi đây, mùi hương bát ngát đông tây, cứu đàn con trẻ về đây nguyện cầu. Nay con trẻ dập đầu bái nguyện xin tổ thầy linh điển chứng tri, con nay con nguyện con quỳ cầu trên Phật tổ chứng tri giờ này. Cầu trăm họ đông đầy, về tới mẹ với thầy chờ đợi bao năm, con hiền cầu mẹ Quán Âm cầm nhành dương liễu rải tâm con hiền. Nay về đến chung thuyền cầu nguyện, xin Quán Âm hiển hiện chân lòng, cầm nhành dương liễu đài thông, cam lồ mẹ rải chân lòng chúng con. Nhành dương liễu sắc son của mẹ, nước cam lồ lặng lẽ từ bi, Ma Ha Bạch thế vậy thì cầu trên có mẹ Trăng Ni chứng vào. Nhành dương liễu âm hao của mẹ, nước cam lồ lặng lẽ ngày đêm, mẹ ơi mẹ cùng chứng thêm, đổ đàn con trẻ khỏi chìm quân ba. Nhành dương liễu Phật bà Nam Hải, nước cam lồ mẹ rải trần gian, chúng con nam nữ hai hàng, cầu trên có mẹ cứu an giờ cùng. Nhành dương liễu bông tùng Bồ Tát, nước cam lồ rải mát trần đi, chúng con nguyện kinh vô vi cầu xin Đức Mẹ chứng tri giờ này. Nay huynh đệ đông đầy về đến, nhớ mẹ hiền cũng mến cũng cũng mơ tin, hôm nay con trẻ cầu xin
cầu cho tất cả đệ huynh tu hiền. Nhân dương liễu đại thiên của mẹ mà ngày đêm lặng lẽ chứng tri, lời lành con khẽ một khi, cầu trên có mẹ vô di giờ này. Con cầu nguyện hiệp dày chân bồ đức hào quang ấp thủ thắng ngày. Mẹ ơi cô hết gái trai, qua cơn nạn khổ ngày mãi tu hành. Nay con trẻ tâm thành cầu mẹ, nước cam lồ lặng lẽ chứng minh. Mấy câu con nguyện sớ trình cầu cho tất cả đệ huynh trọn lành. Thôi nay cùng tâm thành cầu nguyện, xin Phật trời linh hiện chứng trì. Nam mô Thích Tổ quyền duy bảy đời, chính kiếp chứng tri nguyên tràng. Độ cho huynh đệ hai hàng, độ cùng Phật tử tâm vàng chớ phai. Cuối thơ con kính một bài, cầu trên Phật tổ hằng ngày chứng trì. Nam mô cộng đồng tôn giáo chứng minh A Di Đà Phật. Nam mô cộng đồng tôn giáo chứng minh A Di Đà Phật. Nam mô cộng đồng tôn giáo chứng minh A Di Đà Phật. Nam mô cộng đồng tôn giáo chứng minh A Di Đà Phật. Hôm nay con trẻ cũng vừa cầu nguyện xong, cầu nguyện trên thầy tổ quyền di cha mẹ cũng hộ trì cho quý vị đồng đạo anh em đại huynh từ phương xa được trở về ngôi âm thiền của sư bá, mà hôm nay được nhân duyên được mấy ngày chúng ta được gặp rỡ, thì con cũng xin thỉnh mời các quyền viên trên cha con của cha mẹ thầy tổ đại diện trong cứu quyền cũng về đây, cũng quỳ trước ngôi vị của Đức Phật mà chúng ta đi trình lên một cái sớ nguyện để cầu nguyện cho đất nước hòa bình, năm châu bốn biển, và cầu nguyện cho thất tổ cứu quyền sau cùng nữa là được siêu thoát về Tây Phương Cực Lạc. Và con cũng thỉnh xin mời quý vị đồng đạo anh em mình có cái gì thì cũng ra đây cũng cầu nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô chính phương trời mười phương Phật, bốn phương tám hướng cha trời mẹ đất, Ngọc Hoàng Thượng Đế, các chư vị thánh thần, thần non, thần núi, thần sông, thần biển, thần tài thổ địa, Phật tổ Như Lai, Quang Thế Âm Bồ Tát, cảm ứng chứng minh linh thiêng chứng giám. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ, Tây Phương Giáo Chủ, Nam Phương Giáo Chủ, Bắc Phương Giáo Chủ, cảm ứng chứng minh năm linh thiêng chứng giám. Nam mô Trung ương Quỳnh Đế, cảm ứng chứng minh linh thiêng chứng giám. Nam mô Đường Công Dương Phật, cảm ứng chứng minh linh thiêng chứng giám. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chữ Quang Cụ Thần, Chí Dĩ Sơn Thần, Năm Non Bảy Núi, cảm ứng chứng minh linh thiêng chứng giám. Nam mô Thần Tài Thổ Địa, Đất Đai Dương Trạch, Thần Đai Dương Trạch, Thần Hoàng Bổn Cảnh, nơi ăn chốn ở tại đây, cảm ứng chứng minh linh thiêng chứng giám. Nam mô ông bà âm binh chiến sĩ, ông bà phức mặt phức mài, chết quan, chết ức, chết đâm, chết chém, chết bờ, chết bụi, không nơi nương tựa, không người thờ phượng, không chỗ nương thân, sống vất vơ vất vưởng ở đây, cảm ứng chứng minh linh thiêng chứng giám. Xin các ngài chiến sĩ khi nghe bài cúng này xong, các ngài nên tìm đường tu học, ai về nơi nấy. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô nhất nguyện cầu cho quốc thế dân an, nhà nhà ấm no hạnh phúc, điềm lành đem tới, điềm dữ đưa đi, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Nam mô nhĩ nguyện cầu cho phủ mẫu tại đường được tăng long phước thọ, phủ mẫu quá khứ vong hồn được trực giảng tây phương. Nam mô tam nguyện cầu cho cửu huyền thất tổ được siêu thăng tịnh độ. Nam mô tứ nguyện cầu bá tánh vạn dân thoát khỏi mê ly, a di đà phật. Nam mô ngũ nguyện cầu, nay chúng con cải hối ăn năn làm lành, lãnh giữ quy y tu theo các ngài, tu hiền theo Phật đạo. Xin các ngài phù hộ độ trì chúng con được tâm bình trí định, khai mở huệ nhãn chúng con thông minh sáng suốt, thấy được những điều linh thiêng quyền bí, và tu hành cho đến ngày đắc đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Lục chúng con xin nguyện cầu cho bá gia bá tánh đến đây thắp hương cầu nguyện, ước ao điều gì về đến nhà được đắc cầu sở nguyện. Chồng nói vợ nghe, vợ nói con nghe, trên thượng dưới hòa, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin đại diện cho phái đoàn thành phố Hồ Chí Minh đến đây gần 60 người, trước viếng thăm núi sau viếng đạo tràng không đồng của chúng con, xin ơn trên cảm ứng chứng minh phù hộ độ trì cho trong đoàn đi đến nơi về đến chốn, thuận trên thuận dưới vui vẻ, tất cả về tới nhà được nhiều đắc cầu sở nguyện. Một chuyến du sơn tròn ước nguyện, mọi phiền đảo xin gửi chốn non tiên, trần ai khốn lụy nhiều oan trái, gửi chốn non đài huệ mở khai. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. 12 nại này con chính kính thành lại tất cả bề trên, độ cho quốc thế dân an, và những lời cầu nguyện của con nãy giờ xin ơn trên cảm ứng chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.